Nữ chính vừa tỉnh lại đã cảm thấy nhức đầu binh binh. Cô em còn phát hiện mình vừa mới mất luôn tờ giấy trắng không hiểu tại sao, bên cạnh là một người đàn ông lạ hoắc. Một đoạn ký ức trước khi bất tỉnh chợt ùa về, Sở Hương Hương đã lừa nữ chính đến khám bệnh ở Vạn Hoa Lâu. Thế nhưng khi cô nàng tiến vào đã bị đối phương gài bẫy khóa cửa phòng, Sở Hương Hương muốn hủy hoại danh tiếng của Giang Vãn Vãn, từ đó mà khiến cho cô ấy không thể kết hôn với hoàng đế. Nữ chính bởi vì sơ ý mà đã thất thủ một cách lãng xẹt. Cô em thở dài tự trách, đường đường là bác sĩ thế kỷ 21, lại để cho một con mắm trà xanh hãm hại mất luôn tờ giấy trắng, đã vậy cô còn có mối hôn ước với tên cẩu hoàng đế nữa chứ. Cô em thấy có mùi chính trị bất ổn đâu đây, muốn nhẹ nhàng đánh tứ quý chín. Bất ngờ cô em bị vỗ mông dẫn tới nấc cục, hóa ra hoàng đế đã tỉnh lại, hắn ta hiểu lầm nữ chính là cô gái bán hoa muốn chơi song song. Nữ chính vội giải thích cô ấy không phải gái lầu xanh, chỉ vì chúng phải mê hương mà thôi. Tất nhiên hoàng đế vẫn không tin rồi, hắn ta vội lấy ra một sấp tiền dày cộm yêu cầu nữ chính nên giữ mồm giữ miệng. Giang Vãn Vãn tức giận mà ném tiền vào mặt người đàn ông, tuyên bố cô ấy không cần số tiền ít ỏi như thế. Cô em còn hù dọa rất chi là bạm trợn, bảo rằng sau này nếu gặp hắn ta một lần sẽ đập cho bầm dập khiến người ta không nỡ nhìn. Nữ chính không đợi đối phương nổi giận mà vội chạy đi như vịt đực. Hoàng đế sau đó mới phát hiện vũng máu màu đỏ trên ga trải giường màu đỏ, hắn ta giờ mới hiểu mình vừa mới được trinh nữ ghé thăm. Tỷ nữ Ánh Nguyệt lúc này đang tung tăng, cô em đảm bảo thề thốt với tiểu thư là kế hoạch đã thành công, Giang Vãn Vãn sẽ không còn tư cách để mà kết hôn với hoàng đế. Hai con nhỏ trà xanh đạp cửa xông vào trông rất khí thế, đã vậy còn miệng mồm chua ngoa mà chụp mũ các kiểu, chỉ là khi cô ta nhìn thấy hoàng đế ở đây thì quẹo. Sở Hương Hương bị một phen trách mắng muốn hú vía, may mà nhờ danh tiếng con gái trấn Bắc Hầu nên mới qua được xe. Cô em đang muốn tự hỏi chuyện quái gì thế này thì bị hoàng đế nạt cho muốn teo chim mà rời đi. Một lát sau vương gia xuất hiện, hắn ta vui vẻ khi thấy hoàng huynh của mình ở lầu xanh chơi bời. Hắn ta nhắc khéo hoàng thượng là đang có đính ước với con gái nhà họ Giang. Hoàng đế tức giận bởi vì mối hôn sự này cũng là do Trầm Tông nhiều chuyện mà ra. Hóa ra bọn họ đến Hoa Lâu là vì muốn bí mật bàn chuyện chính trị. Hoàng đế ra lệnh cho Trầm Tông điều tra về người phụ nữ tối qua, hắn ta đang muốn nói tiếp thì lại ho sặc sụa do tái phát độc trong người. Trầm Tông an ủi, hắn ta nhận được tin là nữ thần y sắp trở lại đế đô, người đó có thể giải độc cho hoàng đế. Nữ chính lúc này đang đứng trước cửa y quán của mình, chỉ là nó tồi tàn không nỡ nhìn sau 3 năm cô rời đi. Tưởng rằng bên trong không có ai, nhưng hóa ra A Ngũ vừa mới tỉnh ngủ mà lồm cồm bò dậy. Nữ chính chất vấn hắn ta là chuyện gì đã xảy ra với y quán thế này. A Ngũ sau đó mới giải thích đầu đuôi câu chuyện, hóa ra y quán nhờ có danh tiếng nữ thần y nên làm ăn rất tốt. Chỉ là dạo trước hoàng đế mắc bệnh lạ cho người triệu kiến đại phu và cung, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay không trị được. Hoàng đế nổi giận nên đã trục xuất tất cả đại phu rời khỏi đế đô. Nữ chính chống nạnh chửi tên cẩu hoàng đế này to gan nhỉ, dám bắt nạt người của cô ấy. Cô tuyên bố sẽ sớm hồi sinh lại y quán nhanh nhất có thể. Giang thừa tướng đang đọc sớ văn thì Châu Châu vui vẻ chạy đến, cô em nha hoàn thông báo tiểu thư đã trở về. Thế là cả nhà bọn họ vui vẻ mà đi đón người. Nữ chính bên này đang sửa soạn lại tiệm thuốc, muốn chỉnh đốn lại mọi thứ, thế nhưng dược liệu hầu như đã sắp hết hạn sử dụng. Thừa tướng vui vẻ xông về phía con gái, ông ta hờn trách tại sao không về nhà mà ở đây. Thừa tướng còn nhấn mạnh Giang Vãn Vãn sắp trở thành hoàng hậu rồi cần gì lăng tăng nữa chứ. Nữ chính nhân mặt chê bai hoàng đế vừa già vừa xấu lại hung bạo, thế nên cô em không muốn cưới. Thừa tướng nạt nộ bảo hồ đồ, hoàng đế là rồng trong loài người, trở thành phi tần của ngài ấy là phúc đức ba đời. Thế nhưng nữ chính hờn dỗi, ai muốn gả thì gả đi chứ cô ấy nhất quyết không đồng ý. Cô em một mình lang thang dưới phố, vì mải suy nghĩ nên không chú ý xe ngựa phía trước đang lao tới. May mắn là Trầm Kinh Chu ở gần đó kéo cô em vào lòng. Hai người chào xã giao với nhau, nữ chính giới thiệu bản thân đang làm việc ở gần đây. Hoàng đế hiểu lầm cô em xuống phố mời chào gã khách, đúng là một cô gái không có liêm sỉ. Nữ chính tưởng đối phương khen mình liền khoe khoang, nói cái gì mà 3 năm trước cửa hàng của cô ấy Khánh Đông nườm nượp phải đứng xếp hàng. Hoàng đế cay cú mà khen rất tốt, chúc cô em mời chào được nhiều khách hàng, hắn ta muốn tạm biệt. Chỉ là nữ chính vội túm tay áo hắn ta kéo lại, cô nàng bẽn lẽn nhờ hắn đến cửa hàng giúp mình quảng bá. Hoàng đế kinh ngạc hiểu lầm, không ngờ cô em kinh doanh mở luôn một cái nhà thổ. Nữ chính vui vẻ nhờ Trầm Kinh Chu giới thiệu khách hàng, có thể mời bạn bè người thân đến ủng hộ, cô ấy có thể phục vụ tất cả mọi người. Hoàng đế rất phẫn nộ, lại còn dám công khai mời chào khách hàng, còn yêu cầu hắn mời gọi bạn bè người thân nữa chứ. Nữ chính cười tươi như hoa, thuyết phục rằng nếu bọn họ ngại đông người thì cô ấy có thể phục vụ từng người một, hết người này xong thì tới người khác. Hoàng đế đỏ mặt mắng cô nàng không có liêm sỉ. Nữ chính nhảy đồng lên, cô nàng chỉ muốn sớm thanh lý hàng tồn kho thôi mà, có cần phải hung dữ như thế không? A Ngũ cũng xuống phố tìm tiểu thư của mình,
Hắn ta vội thông báo rằng vương gia đang cho người tìm kiếm đại phu khắp đế đô. Nếu bọn họ có thể trị bệnh thì danh tiếng sẽ nổi như cồn, y quán cũng từ đó mà được khôi phục. Nữ chính nghe xong mà vô cùng vui vẻ, cô em rất ư là tự tin. Hoàng đế bên này giận dỗi trở về khiến cho tiểu hạ tử chẳng hiểu ra làm sao. Trầm Tông có chút hiếu kỳ hỏi hoàng huynh sao rồi. Hoàng đế tỏ ra khó chịu bảo rằng vừa gặp được một người phụ nữ không biết xấu hổ. Trầm Tông sau khi biết được hoàng đế đang nói về một cô gái thanh lâu thì cảm thấy thú vị, khuyên hoàng huynh là chớ nên tức giận, sau này cưới con gái của Giang thừa tướng rồi tam cung lục viện 3.000 mỹ nữ. Hoàng đế cũng bị thuyết phục, hắn ta không nên bị một cô gái thanh lâu gây rối loạn. Trầm Tông khoe khoang hắn ta vừa mới tuyển mộ vô số đại phu xuất sắc cho hoàng đế. Chỉ lã hiện tại vẫn chưa có manh mối của nữ thần y, cô ấy đã mất tích cách đây 3 năm. Nữ chính cũng đang lấm la lấm lét tiến đến vương phủ, quả thật bên trong đang đứng đầy các vị đại phu. Cô em nhân cơ hội mà lén lút chen vào bên trong. Một vị đại phu có ý kiến về việc bắt mạch bằng chỉ sẽ dễ gây ra sai lầm. Thế nhưng vương gia gây khó dễ, cho rằng đây là yêu cầu cơ bản của một đại phu. Gã đại phu đành phải nhăn mặt, sau đó lão ta ấp úng phán rằng người bên trong bị yếu thận. Vương gia nổi giận đùng đùng ra lệnh hạ nhân lôi tên lang băm ra ngoài đánh đập tàn nhẫn. Một gã đại phu khác hoảng sợ muốn rời đi nhưng bị chặn lại. Vương gia bất chợt chú ý tới nữ chính, cô nàng quá nổi bật trong đám đàn ông. Thế là nữ chính nhà ta bị chỉ mặt điểm danh tới bắt mạch. Cô nàng rất tự tin mà không hề sợ hãi lời đe dọa của vương gia. Nữ chính sau khi bắt mạch liền phán rằng thận của bệnh nhân rất mạnh, một đêm có thể bắn 4 phát liên tục. Vương gia quả thật nhăn mặt với cô em này, hoàng đế chất vấn tại sao cô nàng cũng ở đây. Nữ chính khó chịu với câu hỏi ngớ ngẩn thế này, cô em giải thích rằng đến đây để thử vận may. Hoàng đế chế giễu nữ chính thật là biết chạy xô làm đủ nghề. Cô nàng tưởng mình được khen nên cười tủm tỉm khoe mẻ, nói cái gì mà phương châm của cô ấy là chăm sóc khách hàng tận tình không phàn nàn. Hoàng đế bắt đầu khó chịu, hắn ta chất vấn phải chăng mình cũng là khách hàng của cô ấy. Nữ chính vui vẻ khẳng định, thậm chí cô em còn nhờ hắn ta giúp quảng bá cửa hàng kinh doanh. Hoàng đế quả thật cũng muốn phát điên, người phụ nữ này trước đây từng bán thân ở thanh lâu, giờ này thì càng thêm trơ trẽn mà chào mời khách giữa nơi công cộng. Hoàng đế hét to ra lệnh hạ nhân bắt người phụ nữ vô liêm sỉ. Nữ chính phát hoảng yêu cầu dừng lại, cô nàng tuyên bố có thể trị căn bệnh miêu cương đồng tâm cổ. Giang thừa tướng được thái hậu triệu kiến vào cung, dạo gần đây bà ta biết được hoàng thượng bị ám ảnh bởi một cô gái thanh lâu, vì thế bà ta có ý định thúc đẩy mối hôn sự giữa hoàng đế và Giang Vãn Vãn càng sớm càng tốt. Sở Hương Hương bên ngoài nghe được mà đầy căm hận. Quay trở lại vương phủ, hai anh em hoàng tộc vô cùng giật mình bởi vì nữ chính có thể nói đúng tên của căn bệnh. Cô nàng vui vẻ đề nghị giao dịch, cô ấy sẽ chữa bệnh nhưng đổi lại đối phương phải quảng bá cho cửa hàng của cô ấy. Trầm Tông tỏ ra tức giận, hắn nói rằng người bên trong địa vị quý khí sao có thể làm trò bẩn thỉu. Nữ chính bực rồi đấy, cô nàng chất vấn ngược lại bản thân dựa vào khả năng của mình kinh doanh, muốn phục vụ khách hàng quảng bá kinh doanh thì bẩn thỉu chỗ nào. Hoàng đế và vương gia cũng cứng họng, đành phải đuổi cô em về trước sau đó sẽ liên lạc sau. Nữ chính nhà ta cảm thấy mạch não của hai người đàn ông này rất có vấn đề. Hoàng đế có chút tiếc hận, nếu cô gái này biết trân trọng bản thân thì đã không trở nên vô liêm sỉ thế này. Bất ngờ một tên gia đình tiến đến thông báo, thái hậu cho người triệu kiến hoàng đế vào cung. Thái hậu dự định hôm nay sẽ tổ chức hôn lễ cho hoàng thượng và con gái của thừa tướng. Hoàng đế tuyên bố phản đối, hắn ta sẽ không bao giờ cưới người con gái chưa từng gặp mặt này. Nữ chính bực bội quay trở về y quán của mình, thế nhưng A Ngũ nhăn mặt thông báo tin xấu, thái hậu ra thánh chỉ hôm nay sẽ tổ chức hôn lễ cho tiểu thư và hoàng thượng. Nữ chính buồn bực trong bộ váy cô dâu, cô nàng sợ rằng sau ngày hôm nay sẽ không thể kinh doanh y quán được nữa. Đợi đến lúc Giang Vãn Vãn cầm lấy thánh chỉ mới khiến cho thái hậu và thừa tướng thở phào. Sở Hương Hương bất ngờ xông ra cản trở, cô ta tố cáo đã nhìn thấy Giang Vãn Vãn đã quan hệ với một người đàn ông lạ mặt ở thanh lâu. Đám quan viên bắt đầu xì xầm bàn tán xôn xao. Nữ chính ngược lại cảm thấy vui vẻ, rất có thể nhờ thế mà mối hôn sự này sẽ bị hủy bỏ. Thái hậu nổi giận khiến mọi người quỳ gối, thừa tướng vội nhắc khéo con gái nên hành lễ. Thái hậu chất vấn hoàng đế phải chăng muốn phá hoại hôn lễ, mối hôn sự này là do chính tiên đế tự mình lập nên, chẳng lẽ còn muốn làm trái ý nguyện của tiên hoàng. Thái hậu đe dọa sẽ từ mặt mẹ con nếu hoàng thượng không đồng ý. Đám quan viên phía dưới hùa theo khuyên nhủ hoàng đế suy nghĩ lại. Trầm Kinh Chu nóng giận mà không thể làm được gì. Bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo sát thủ tấn công, cả cung điện trở nên hỗn loạn người chạy tứ tán. Nữ chính bị một tên thái giám nhân cơ hội mà bắt cóc. Cô nàng tranh thủ hai tên thái giám cãi nhau vụ chia tiền mà tự cởi trói, sau đó ném bột mì vào bọn chúng rồi hù dọa đây là chất độc kinh khủng khiếp. Hóa ra kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc chính là Sở Hương Hương, ả ta vô cùng tức giận vì nhiệm vụ đơn giản như thế cũng để thất bại, tất nhiên hai tên thái giám chắc chắn bị giết người diệt khẩu.
hoàng đế lấy cớ xuất cung để tìm hôn thê bị mất tích của mình, thực chất là muốn tìm kiếm nữ thần y trị bệnh. Chỉ là hắn ta vô tình nhìn thấy nữ chính đang hớn hở trên phố, hoàng thượng vội xuống xe chạy thẳng tới chỗ cô em, yêu cầu nữ chính phải trị hết căn bệnh độc của hắn. Cô nàng lúc này mới hiểu ra người đàn ông ngu ngốc giấu sau tấm màn hôm nọ chính là Trầm Kinh Chu. Hoàng đế nghe cô nàng gọi mình là đồ ngốc thì khó chịu vô cùng. Nữ chính hiểu lầm đối phương chính là quan to chức lớn trong triều. Hoàng đế hứa hẹn chỉ cần nữ chính chữa khỏi bệnh sẽ ban thưởng cho cô ấy 1 vạn lượng. Nữ chính nở ra một nụ cười hớn hở nghe có vẻ rất hời, thế nhưng cô em trở mặt bảo rằng sẽ không cứu chữa. Lý do rất đơn giản, cô nàng nhắc lại lần trước Trầm Kinh Chu đã dọa nạt sỉ nhục mình, vì vậy cô ấy sẽ không trị bệnh cho hắn. Trầm Kinh Chu bảo rằng các đại phu đều đã bị hoàng đế đuổi khỏi kinh đô, hắn biết tìm người đâu chữa trị. Nữ chính chửi đồng, vậy thì hãy đi tìm tên cẩu hoàng đế mà lý luận, cô ấy không rảnh nhé. Hoàng thượng muốn nổi giận, thế nhưng hắn ta nghĩ lại nếu bây giờ báo danh họ chưa chắc đối phương đã chữa trị. Thế là hoàng đế nhẹ giọng hỏi cô nàng rốt cuộc muốn thế nào. Nữ chính vẫn câu nói cũ, cô em muốn hắn ta trở thành người quảng bá cho cửa hàng của cô ấy. Hoàng đế nghe xong tức giận, tất nhiên hắn ta hiểu lầm bị bắt làm ma cô dắt gái. Nữ chính nheo mắt nhìn tên này rất nghi ngờ. Hoàng thượng tuyên bố sẽ không bao giờ làm chuyện bẩn thỉu như thế. Cô nàng cũng mặc kệ muốn rời đi, nữ chính lắc đầu chẳng hiểu ra làm sao. Hoàng thượng hốt hoảng gọi lại, hắn ta nhỏ giọng đồng ý. Nữ chính khá là lưu manh, bắt con người ta phải hét to mới chịu. Trầm Kinh Chu nghiến răng nhắc lại, hắn đồng ý. Tất nhiên nữ chính nhà ta rất vui vẻ rồi, ngược lại hoàng đế hầm hầm hực hực ghi nhớ món nợ này. Nữ chính dùng tuyệt chiêu châm cứu của mình để chữa trị, chỉ là độc tố này khó giải quyết thế nên đôi mắt hoàng đế bị mù tạm thời. Hắn ta hốt hoảng lo lắng chất vấn tại sao cô ấy không nói chuyện này sớm. Nữ chính cũng có chút lúng túng, thế nhưng cô nàng vội an ủi bảo rằng vẫn có cách chữa trị chứng mù tạm thời này. Cô nàng có chút xấu hổ rót trà, kể ra có một thứ gọi là tuyết tàm ỉ la có thể giải quyết vấn đề. Hoàng đế cũng lần đầu tiên nghe thấy thứ này, cho rằng nó rất quý hiếm. Nữ chính giải thích ở nhà cô có dược liệu này, thế nên muốn mang Trầm Kinh Chu về nhà. Vừa vào phủ thì bé nha hoàng hốt hoảng chạy tới. Châu Châu nhắc nhở tiểu thư là lão gia đã biết cô ấy ở bên ngoài bôn ba vì cửa hàng nên vô cùng lo lắng. Hoàng đế nghe xong mà cảm thấy khó hiểu, nữ chính khoe khoang rằng người nhà rất ủng hộ cô ấy mở cửa hàng kinh doanh. Anh đế nhà ta cảm thấy quá hoang đường tức giận rời đi, tất nhiên hắn ta vẫn hiểu lầm cô em đang kinh doanh nhà thổ. Châu Châu thắc mắc người đàn ông quái đản này là ai. Nữ chính nói dóc qua loa, bảo Trầm Kinh Chu là vệ sĩ mới của cô ấy. Châu Châu nhắc nhở tiểu thư là xe của lão gia đã trở về. Nữ chính quýnh quáng mà chạy mất dép, cô em vội giấu Trầm Kinh Chu vào phòng của mình, căn dặn hắn ta tuyệt đối không được ra ngoài. Hoàng đế nói móc họng, dặn cô nàng hãy tự giữ mình. Nữ chính thì hiểu lầm Trầm Kinh Chu có ý tốt, thế là khen hắn ta miệng chó cuối cùng đã mọc được ngà voi. Cô em thề thốt nhất định sẽ trộm tuyết tàm ỉ la trị bệnh cho hắn. Sau một lúc Tô Dự đứng trước phòng Giang Vãn Vãn nói chỏng vào, hắn ta tưởng nữ chính đang ở bên trong nên quyết định tỏ tình luôn. Tô Dự kể công trong khoảng thời gian cô nàng rời đi, hắn ta đã chăm sóc cửa hàng giúp cô ấy. Hoàng đế thì hiểu lầm Tô Dự chính là khách hàng thân thiết của Giang Vãn Vãn. Tô Dự tuyên bố sẽ giúp Vãn Vãn mở một cửa hàng khác. Hoàng đế phải khen ngợi nữ chính quá thủ đoạn, thậm chí còn kích động một nam nhân mở thanh lâu giúp cô ấy. Tô Dự bên ngoài hớn hở tưởng tượng cảnh hai người trở thành ông chủ bà chủ cửa hàng mới. Hoàng đế bỗng dưng phát ghen thề rằng sẽ xử đẹp đôi cẩu nam nữ này. Tô Dự thấy chẳng có ai hồi đáp, hắn ta tự cho là đúng mà hẹn gặp Vãn Vãn vào ngày mai. Hoàng đế vỗ bàn mắng chửi Giang Vãn Vãn. Kết quả nữ chính nhà ta ách xì hới hời, ai đang mắng mình thế nhỉ? Cô nàng lúc này tiến vào thư phòng mà quẩy hết mình, chẳng mấy chốc mà cô em biến nó thành một bãi rác theo đúng nghĩa đen. Thừa tướng đã có mặt lúc nào không hay, lão ta phải chụp lia lịa mấy món đồ do con gái ném lung tung. Lão ta nhắc nhở là chẳng có gì bên trong hộp đâu mà tìm, cô con gái không tin muốn mở ra cho bằng được. Cô em còn chưa nhận ra lão tía đang ở phía sau mà đáp lại như đúng rồi. Thừa tướng muốn tăng sông máu luôn mà mắng chửi. Nữ chính lúc này mới nhận ra hóa ra cô em đã bị bắt ngay tại trận. Lão thừa tướng chất vấn con gái tại sao hôm đó trốn khỏi cung điện. Nữ chính nhắc khéo lão cha của mình, hôm đó ông ấy là một trong những người chạy nhanh nhất ấy chứ. Lão thừa tướng có chút quê rồi đó nha, lão ta bắt đầu chụp mũ con gái chẳng có nét quý cô nào cả. Ông ta cảnh cáo con gái nếu không muốn làm hoàng hậu thì ông ta sẽ hủy luôn. Giang Vãn Vãn nghe xong mà sáng cả hai con mắt vội đứng dậy. Lão thừa tướng biết lỡ lời nên bắt đầu kể khổ, nhắc về người vợ quá cố nghe có vẻ rất cảm động. Tiếc là nữ chính nhà ta gật gù mà ngủ luôn trong vòng 2 giây. Cô em bị gọi dậy tưởng rằng tới giờ ăn cơ đấy. Nữ chính ngán cái mà ngẩm, cô nàng bắt đầu tìm ra cái cớ mà tung tăng hớn hở,
nói cái gì mà cô ấy đã tìm được ý trung nhân của đời mình. Lão thừa tướng phát hoảng, đã vậy cô con gái còn tuyên bố người đàn ông đó đang ở trong phủ. Lão thừa tướng tức giận, thề rằng sẽ phải bắt tên cẩu nam nhân đó mà tẫn cho ra bã. Lão thừa tướng công tác tư tưởng đám gia đình, lát nữa tiến vào cứ việc đánh đập tàn nhẫn gã đàn ông vô liêm sỉ đó. Nữ chính bên này cuối cùng đã giằng co ra khỏi bé nha hoàn rồi rời đi. Bên này đám gia đình hùng hổ la hét, lão thừa tướng vừa nhìn thấy hoàng đế liền run cả ba chân. Lão ta vội đóng cửa lại rồi quỳ xuống hành lễ. Trầm Kinh Chu lúc này cũng nhận ra người mới tới là lão thừa tướng, hắn ta hiểu lầm lão này cũng là khách hàng của Giang Vãn Vãn. Hoàng đế nổi giận mà vỗ bàn chất vấn hỏi rốt cuộc là sao. Lão thừa tướng líu cứu tay chân đoán bậy đoán bạ tại sao hoàng đế lại ở đây, thế nên lão ta chém gió là đang cùng hạ nhân bắt một tên trộm. Gã gia đình thấy không đúng vội nhắc nhở thừa tướng, bọn họ đến đây là để bắt gian phu. Lão thừa tướng cũng phải chịu thua với đồng đội ngu, lão ta đành phải chém gió rằng vợ lão ta ngoại tình, thế nên muốn đi bắt gian tên đàn ông vô liêm sỉ. Gã gia đình lại cảm thấy sai sai muốn đứng lên phản biện, may mà tên đồng đội còn lại chưa ngu lắm nên vội chạy tới bịt miệng tên này. Lão thừa tướng đành phải khóc lóc hu hu để lấp liếm cho qua chuyện, may mắn là hoàng đế không quan tâm lắm nên đuổi bọn họ rời đi. Thừa tướng rất cay cú, lão ta đoán rằng tên gian phu chắc hẳn ở phòng khác. Lão thừa tướng cũng rất kỳ quái, tại sao hoàng đế lại ở đây, hơn nữa trông giống như bị mù. Lão ta dặn đám hạ nhân không được lảng vảng xung quanh và gây ra tiếng động, gã gia đình cảm thấy rất khó chịu, đi đánh ghen cuối cùng lại ôm cục gạch trở về, nghĩ mà ức chế vãi. Nữ chính tò tí tè xuất hiện chất vấn, lúc nãy cô em nghe thấy lão tía gọi hoàng thượng gì gì đó. Lão thừa tướng vội gọi con gái rời đi, lão ta có ý định tiết lộ hoàng đế đang ở đây, thế nhưng nghĩ lại không dám vì sợ ảnh hưởng đến kế hoạch nào đó của hoàng thượng. Lão thừa tướng đành chém gió rằng đó là đặc phái viên do hoàng đế phái tới. Nữ chính thầm nghĩ quả nhiên là thế, cô nàng đã sớm đoán được tên nam nhân kia quyền cao chức trọng, nhưng không ngờ lại là thuộc hạ của tên cẩu hoàng đế. Nữ chính vội hỏi lão cha về Tuyết Tàm Ỉ La rốt cuộc đang ở đâu. Lão thừa tướng bảo rằng thứ này ngoài việc thơm ra thì khá là vô dụng, thế nên ông ta dùng để nấu trà. Nữ chính lúc này mới biết nó nằm trong tách trà mà cô đang uống. Giang Vãn Vãn chán nản tìm đến chỗ Trầm Kinh Chu. Hoàng đế bảo rằng có hai tin tức tốt và xấu báo cho cô nàng. Tin tốt là vừa rồi có một gã tên là Tô Dự đến đây đặt lịch hẹn vào ngày mai ở Hồ Tâm Đình. Thấy nữ chính nhởn nhơ khiến hoàng đế nổi máu ghen. Còn tin tức xấu chính là Giang thừa tướng vừa tới đây. Nữ chính vội khỏa tay, cô nàng không muốn nghe mấy chuyện bí mật quốc gia. Cô em bảo rằng không quan tâm nội dung chỉ cần biết quy trình là được. Hoàng đế nổi giận đùng đùng, chất vấn tại sao Giang Vãn Vãn lại giao dịch với nhiều người đàn ông mà không biết liêm sỉ. Cô nàng cũng than thở, quả thật là có chút mệt mỏi. Hoàng đế càng nghe mà càng nóng máu rồi hét lớn. Nữ chính cũng giật mình thật sự, làm gì mà tức giận lãng xẹt vậy ông nội. Hoàng đế lúc này cũng khá bối rối, hắn cũng tự hỏi là tại sao lại nổi giận cơ chứ. Lão thừa tướng đang đi dạo thì thấy Châu Châu mang một dĩa thức ăn trông rất ngon. Hỏi ra là tiểu thư chuẩn bị cho công tử nào đó, lão thừa tướng nghĩ rằng đó chính là cẩu nam nhân đã dụ dỗ con gái lão. Thế là thừa tướng ra lệnh Châu Châu mang đồ ăn cho chó. Bé cẩu may mắn được ăn luôn một cái đùi gà ngon lành. Nữ chính cũng vừa khéo có mặt, cô em ngu ngốc còn cho rằng có vẻ như lão tía đang vui vẻ, đến cả chó cũng được ăn đùi gà. Châu Châu cũng chẳng biết giải thích ra làm sao, thôi đành câm nín mà sống tiếp vậy. Nữ chính đến điểm hẹn để từ chối tình cảm của Tô Dự. Thế nhưng gã này tự luyến cho rằng Giang Vãn Vãn đã từ chối hoàng đế bởi vì yêu hắn. Ngoài phố hiện giờ đồn ầm lên hoàng thượng vì truy tìm Giang Vãn Vãn mà đã rời cung nửa tháng không có tin tức. Thấy Tô Dự cứ mè nheo mãi, nữ chính đành phải tuyên bố rằng cô ấy đã có người yêu. Vừa khéo Trầm Kinh Chu đã có mặt ngay sau đó, thế nên nữ chính mượn cơ hội mà lừa dối. Tô Dự tỏ ra tức giận mà hăm dọa, hắn ta khoe rằng hắn chính là con trai duy nhất của thượng thư. Thế nhưng hoàng đế chất vấn thượng thư là lớn lắm à. Đang lúc Tô Dự muốn bật chế độ hống hách thì một mũi kiếm sạch ngang qua ba người bọn họ. Gã sát thủ thực ra chỉ muốn ám sát Giang Vãn Vãn, cô nàng ném ra bột mì rồi hù dọa thứ vừa rồi là Đoạn Trường Tán. Tên sát thủ giật mình vội bắt con tin, cơ mà hắn ta lựa chọn Tô Dự. Sát thủ yêu cầu Giang Vãn Vãn phải đầu hàng nếu muốn con tin còn sống. Nữ chính cảm thấy sai sai gì đó, Tô Dự thì có liên quan gì đến cô ấy. Hoàng đế nhân cơ hội mà búng một hòn đá khiến tên sát thủ thất thế, nữ chính cũng mượn thế mà đạp hắn ta xuống sông. Nữ chính thấy Trầm Kinh Chu này võ công cũng ổn, thế là giao lại nhiệm vụ bảo kê cho hắn ta luôn. Gã sát thủ chạy trở về báo cáo nhiệm vụ thất bại với chủ nhân. Sở Hương Hương nghe tin mà bốn đứt dây đàn, cô ta giả vờ nhân nghĩa mà tha tội cho tên sát thủ. Thế nhưng sau đó ra lệnh cho nha hoàn âm thầm giết người diệt khẩu. Nữ chính chán nản lang thang trên phố chẳng biết phải làm sao, vô tình nghe đám dân đen bàn luận về hôn lễ giữa công chúa và phò mã, nghe nói xin lễ còn có Tuyết Tàm Ỉ La.
cô nàng vội ghé vào quán trà để hóng hớt nhiều chuyện, nữ chính tuyên bố sẽ một mình đi săn bảo vật. Giang Vãn Vãn thuê một chiếc xe ngựa để đưa tiễn Trầm Kinh Chu về phủ. Thế nhưng hoàng đế quyết định đến chỗ công chúa, hắn ta sợ em gái mình sẽ gây khó dễ Giang Vãn Vãn. Nữ chính lén lút tới phủ công chúa thì phát hiện Trầm Kinh Chu đang đi cùng công chúa. Cô em hiểu lầm Trầm Kinh Chu chính là phò mã, không hiểu lý do gì mà cô em tỏ ra ghen tuông như đúng rồi. Nữ chính nhịn không được cục tức này mà vội xông vào lễ bái đường của người ta, đã vậy còn chỉ trỏ bảo rằng phò mã chính là của cô ấy. Công chúa nghe xong mà tức điên, liền nháo tai tên phò mã hỏi cho ra nhẽ, dám ăn vụng ngoài đường rồi mang theo cục nợ tới buổi hôn lễ. Nữ chính thì cảm thấy sai sai thật sự, tại sao phò mã lại là một tên lạ hoắc? Tội nghiệp gã phò mã, đêm nay có vẻ như không được xếp hình rồi. Thế là Giang Vãn Vãn nhân cơ hội không ai để ý mà đánh bài chuồn. Cô em đang lúc tự hỏi rốt cuộc là sao, vừa khéo nhìn thấy Trầm Kinh Chu đứng sẵn ở đó. Hóa ra hắn ta đã lấy được Tuyết Tàm Ỉ La từ chỗ công chúa. Sau khi biết được hắn ta và công chúa chẳng có gì khiến cho nữ chính vui vẻ. Cô nàng đề nghị sau khi trị lành đôi mắt của Trầm Kinh Chu, cô muốn hắn ta đến gặp cha của mình để cầu hôn. Hoàng đế giả vờ tạm thời đồng ý để cô em nhiệt tình chữa trị. Quả nhiên kết quả như dự đoán, nữ chính vui vẻ chờ đợi ngày thành hôn. Hoàng thượng sờ tay cô em phán một câu có vẻ như hơi mập thì phải. Nữ chính chửi đồng lên, người ta còn chưa ăn cơm đói tới bùn rùn tay chân, mập hồi nào mà mập. Hoàng đế âm thầm tự thuyết phục, mặc dù cô em này nhiều lần phạm thượng như có công trị bệnh, thế là hắn ta quyết định tha chết cho cô em. Nữ chính vội nhắc nhở Trầm Kinh Chu nhớ thực hiện lời hứa, phải đến chỗ cô ấy mà quảng bá cửa hàng với mọi người. Hoàng thượng quả thật rất mệt mỏi, đến tận bây giờ mà cô em vẫn có suy nghĩ bắt hắn ta làm ma cô dắt gái bán hoa. Hoàng đế giả vờ đồng ý, hắn ta lấy cớ có việc gấp hẹn gặp lại sau. Nữ chính vui vẻ mà đưa cho Trầm Kinh Chu tờ giấy địa chỉ của mình. Chỉ là hoàng thượng vừa ra ngoài đã khinh thường mà ném luôn tờ giấy. Tội nghiệp Giang Vãn Vãn, đợi từ chiều tới tối mà chẳng thấy người đâu. A Ngũ vui vẻ xuất hiện thông báo, có người sẵn sàng trả 1.000 lượng để mua cửa hàng của cô ấy. Nửa đêm con gái về nhà khóc lóc khiến thừa tướng lo lắng, Giang Vãn Vãn bảo rằng cô ấy bị cẩu nam nhân lừa tình rồi biến mất tiêu. Sở Hương Hương sau khi hay được tin hoàng thượng trở về liền quyết tâm óng ẹo gặp cho bằng được, cô ta muốn dò thăm phải chăng hoàng thượng đã yêu Giang Vãn Vãn. Thế nhưng hoàng đế tỏ ra tức giận, hắn ta thể hiện thái độ không hề có ý định đó. Sở Hương Hương nghe xong mà sướng ra mặt. Lúc nghị triều, Giang thừa tướng cứ như là người mất hồn khiến hoàng đế chú ý. Lão thừa tướng sau đó ấp úng cầu xin hoàng đế hãy hủy hôn với con gái lão. Đám quan viên còn lại thấy kỳ lạ, tự dưng lại đưa ra yêu cầu ngu ngốc như vậy. Hoàng đế tất nhiên vui vẻ mà đồng ý, hắn ta cũng cực lực phản đối mối hôn sự này. Hoàng thượng sau đó tìm đến chỗ Thái hậu để công tác tư tưởng. Thái hậu cũng tỏ ra thất vọng, bà ta vội nhắc lại chuyện lúc nhỏ hoàng đế bị bắt nạt. Thế nhưng hoàng thượng cho rằng người con gái đã giúp đỡ hắn ta năm đó là Sở Hương Hương. Thật ra bé gái năm đó chính là Giang Vãn Vãn, cô bé mồm miệng lanh lẹ đã hù dọa cho đám người bắt nạt hoảng sợ rời đi. Tất nhiên Thái hậu biết rõ sự thật, bà ta muốn nói ra rồi lại thôi, bởi vì sợ hoàng đế sẽ không tin vào điều đó mà tác dụng ngược lại. Hoàng đế quyết định vi hành để kiểm tra kho lương thực dạo gần đây. Bất ngờ đám dân đen trên phố chạy như giật cô hồn vậy. Tiểu hạ tử mắt tỏ liền thông báo y quán phía trước muốn phát thuốc miễn phí. Đám dân đen năn nỉ Giang Vãn Vãn hãy suy nghĩ lại đừng có đóng cửa y quán. Bọn họ mấy năm nay đều chịu ơn của y quán, nay dẹp tiệm thì mấy người nghèo bọn họ sao sống nổi. Hoàng đế lúc này dần hiểu ra mọi chuyện, hóa ra cửa hàng của Giang Vãn Vãn là y quán chứ không phải Lầu Xanh. Hắn chợt nhớ lại những lời nói trước đây của Giang Vãn Vãn mà thầm cảm thấy thật éo le, tại vì cách nói của cô em nghe giống gái bán hoa vãi nổi. Tiểu hạ tử hối thúc hoàng đế rời đi vì còn việc quan trọng phải làm. Kể từ lúc trở về, hoàng đế vô cùng bối rối chẳng biết làm sao để bù đắp. Nữ chính bên này sắp dẹp tiệm thì thấy một đám quan binh xuất hiện, cô nàng vội ra lệnh A Ngũ tranh thủ trốn về phủ thừa tướng tìm cứu viện. Chỉ là đám quan binh hùng hổ xuất hiện tuyên bố muốn tặng quà, hóa ra hoàng đế ban chiếu chỉ tặng biển hiệu cho y quán. Nữ chính và A Ngũ chẳng hiểu gì lắm nhưng có vẻ như của từ trên trời rơi xuống. Nữ chính buồn chán thầm nghĩ, cô nàng cố gắng như vậy lại không bằng một cái thánh chỉ của cầu hoàng đế. A Ngũ sau đó vui vẻ thông báo, Thái hậu mời Giang Vãn Vãn vào cung để bàn về việc hủy bỏ hôn ước. Nữ chính nghe xong mà hớn hở trở lại, đây là tin vui nhất ngày hôm nay. Hoàng thượng bên này có chút khó ở, hắn ta vội hỏi thái giám tư vấn giúp mình. Có một người đàn ông nhờ một cô gái trị bệnh, chỉ là trong quá trình này người đàn ông đó hiểu lầm cô gái là kỹ nữ, thường xuyên nhục nhã cô ấy bằng lời nói, thậm chí là lừa đảo con nhà người ta rồi bỏ chạy. Gã thái giám nổi giận trách mắng, nếu hắn ta là cô gái thì sớm đã đầu độc người đàn ông kia rồi. Tiểu hạ tử cho rằng người đàn ông này là cẩu nam nhân,
cần phải thiến trước giết sau. Gã thái giám líu lo một lúc rồi mới chợt nhận ra, người đàn ông đó chẳng phải là hoàng thượng hay sao? Tội nghiệp gã thái giám tự nhiên vạ miệng làm chi không biết. Thị vệ bên ngoài thông báo hoàng hậu đến thăm, hoàng đế chẳng hiểu lý do nhưng ra lệnh không muốn gặp mặt. Tiểu hạ tử được giao nhiệm vụ đuổi Giang Vãn Vãn rời đi, không cho cô em có cơ hội mà nói nhiều. Nữ chính thầm chửi đúng là cẩu hoàng đế, cơ mà cô em quyết định đi gặp thái hậu. Ở bên này, thái hậu khéo léo muốn gả Sở Hương Hương cho Tô Dự. Thế nhưng cô em trà xanh này tỏ rõ thái độ chỉ muốn cưới hoàng đế mà thôi. Vừa khéo nha hoàn thông báo Giang Vãn Vãn muốn diện kiến thái hậu. Sở Hương Hương giả vờ tránh mặt để nghe lén. Thái hậu tỏ ra tiếc nuối, bà ta đã cố gắng làm bà mối nhưng sau cũng vẫn thất bại. Nữ chính tỏ rõ không sao cả, ngược lại càng vui vẻ. Nha hoàn chúc mừng tiểu thư vì đã loại được kẻ thù, thế nhưng Sở Hương Hương bảo rằng chỉ có kẻ chết mới không gây phiền phức. Thế là Ánh Nguyệt tìm đến chỗ Giang Vãn Vãn nói dối rằng hoàng đế triệu kiến. Nữ chính cảm thấy kỳ quái, rõ ràng lúc nãy hoàng đế đã từ chối gặp cô ấy. Sau một lúc thì nữ chính mới nhận ra giọng con em nha hoàn này quá quen thuộc, đang muốn vạch trần cô ta thì nữ chính bị đánh ngất. Hoàng đế bên này nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hắn ta gặp được Giang Vãn Vãn, hoàng thượng bất giác mà nở ra nụ cười vui vẻ. Bất ngờ cung điện hỗn loạn vì có một đám cháy, Trầm Kinh Chu linh tính mách bảo có chuyện không tốt, hắn sau đó xông vào bên trong thì quả nhiên thấy Giang Vãn Vãn đang ở đó. Cô nàng tưởng rằng bản thân gặp ảo giác trước khi chết. Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ chất vấn thái giám về tên của con gái thừa tướng là gì. Lúc này hoàng đế mới nhận ra Giang Vãn Vãn hóa ra là hôn thê của hắn từ lâu. Thái hậu sau khi nhận được tin thì tỏ ra vô cùng lo lắng khiển trách con trai liều mạng. Hoàng thượng khôn khéo mà nói nhảm để qua loa. Thái hậu lại đề cập hôn sự, lần này bà ấy muốn giới thiệu Sở Hương Hương. Thế nhưng hoàng thượng tỏ thái độ không chấp nhận, mặc dù hắn ta từng chịu ơn giúp đỡ nhưng cái nào ra cái nấy. Thái hậu cuối cùng nói ra sự thật, người đã cứu hoàng đế năm đó chính là Giang Vãn Vãn. Ban đầu hoàng thượng nghi ngờ, nhưng sau đó bắt đầu tin thật. Chỉ có thể là Giang Vãn Vãn mới đủ dũng cảm để đứng ra bảo vệ hắn ta lúc ấy. Cặp chủ tớ trà xanh bên này vẫn chưa biết gì, tự cho là kế hoạch của bọn họ đã thành công mỹ mãn, đã vậy còn nhận được tin hoàng đế triệu kiến, bọn họ cho rằng thời đã tới cản không nổi. Tiểu hạ tử thông báo đã bắt được tên thái giám gây hỏa hoạn, sau khi điều tra thì biết được kẻ chủ mưu không ai khác chính là Sở Hương Hương. Tiểu thái giám cũng nhắc khéo, Sở Hương Hương là con gái của công thần, hơn nữa lại thân thiết với thái hậu nên rất khó xử lý cô ấy. Sở Hương Hương sau khi tiến vào thì bị hoàng đế hỏi tội, cô em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng khi thái giám bị gọi tới thì cô em hoảng sợ. Gã thái giám khóc lóc, hắn ta thừa nhận đã bị Sở Hương Hương dùng người thân đe dọa nên mới phóng hỏa. Hoàng đế tỏ rõ thái độ cho cô em trà xanh cơ hội giải thích. Sở Hương Hương ngược lại cười to, cô ta không hề sợ hãi mà đứng lên. Đã vậy còn oán trách hoàng đế đã luôn phớt lờ tình cảm của cô ấy. Cũng tại con giấm thối Giang Viễn Viễn mới khiến cho cô ta không thể trở thành hoàng hậu. Hoàng đế nổi giận ra lệnh bắt cô ta ra ngoài, thế nhưng Sở Hương Hương cười to hơn nữa. Cô em họ Sở thách thức hoàng đế, hóa ra Miêu Cương Đồng Tâm Cổ là do cô ta đã hạ chú lên người hoàng đế, nếu giết cô ấy thì hoàng thượng cũng sẽ chết chùm. Thái hậu bên này cũng nhận được tin tức, bà ta không ngờ một con em quý tộc xuất thân hiển hách lại ác độc như thế. Bà ta truyền ý chỉ buộc hoàng đế phải dỗ dành Giang Vãn Vãn, nếu không thì liệu cái mà hồn. Sở Hương Hương thừa nhận cô ta biết rõ hoàng đế không yêu mình, thế nên hạ chú Đồng Tâm Cổ để phòng ngừa những trường hợp thế này. Chỉ là hoàng đế tuyên bố hắn ta đã trị lành bệnh độc. Sở Hương Hương lúc này mới thật sự phát hoảng, kiểu như tứ quý gặp ba đôi thông, khóc không ra nước mắt luôn. Tội nghiệp cô em, cứ nghĩ tứ quý đã là trùm cuối, kết quả là thúi luôn đôi heo. Tiểu hạ tử nhắc khéo hoàng đế khi nào ban chiếu chỉ hủy hôn. Trầm Kinh Chu đùng đùng nổi giận, tại sao lại phải hủy hôn, hắn ta có nói hủy hôn à? Tội nghiệp thái giám, chưa bao giờ gặp hoàng đế lật lọng nhanh hơn lật sách thế này, đúng là gần vua như gần cọp. Nữ chính lúc này đã tỉnh lại, cô em còn ngơ ngác chưa hiểu gì cả. Ký ức cuối cùng mà cô nhớ được là hình ảnh Trầm Kinh Chu xuất hiện cứu cô ấy ra ngoài. Cô con gái hỏi lão tiếng người đã cứu mình thế nào. Lão thừa tướng thấy khó, không biết có nên tiết lộ thân phận của hoàng đế không nữa. Thế là ông ta nói dóc rằng người cứu con gái chính là Tô Dự. Lão thừa tướng khuyên con gái hãy vào cung để khám bệnh cho hoàng thượng. Thế nhưng nữ chính chủ ẻo cho đáng đời, ai bảo cầu hoàng đế trước đây đã đuổi các đại phu của cô ấy đi. Cô em hớn hở tuyên bố đợi thánh chỉ hủy hôn xuất hiện, cô con gái sẽ du lịch vòng quanh thế giới. Vừa khéo tiểu hạ tử mang theo thánh chỉ vàng khè xuất hiện. Chỉ là nội dung nó sai sai thế nào ấy, Phụng Thiên cho một đống vào, kết quả là phong cho Giang Vãn Vãn ngôi vị hoàng hậu. Nữ chính rõ ràng không tin mà giật thánh chỉ đọc kỹ, cô nàng chất vấn rốt cuộc là làm sao. Gã thái giám mồm mép rất lợi hại, mặc dù không phải vú lấp miệng em nhưng cũng nước miếng ngập mặt.
Nữ chính tức giận mà ném thánh chỉ rồi chửi đầu cẩu hoàng đế, hãy đợi đấy. Gã thái giám sau khi trở về chém gió các kiểu, mọi chuyện qua miệng tên này đều trở nên êm xuôi tốt đẹp như đúng rồi. Thấy hoàng đế muốn thăm người đẹp, thái giám khuyên can chớ đi, nghe nói Giang Vãn Vãn đang hẹn Tô Dự ra ngoài tối nay. Hoàng thượng nghe xong mà nổi giận xuất cung. Cuối cùng thì hai người đã nhìn thấy Giang Vãn Vãn và Tô Dự đi chung. Tiểu hạ tử khôn khéo mà đi phá đám, hắn ta tráo đổi mặt nạ hồ ly thành chư bát giới. Hoàng đế cho tên này một lượt like và một lượt chia sẻ. Đến lúc ngắm cảnh pháo hoa, Tô Dự muốn nhân cơ hội để đánh dấu nhưng lại bị dọa chạy mất dép. Tội nghiệp Tô Dự, cũng đã chuẩn bị dữ lắm nhưng toàn gặp xui, kết quả lại mua hoa cho người ta. Hoàng đế cũng mượn hoa hiến người đẹp, hai người nhìn nhau mà mỉm cười dưới trời hoa rực lửa. Giang Vãn Vãn sau đó cảm ơn Tô Dự đã cứu mình trong đợt hỏa hoạn. Tô Dự nghe xong cảm thấy kỳ quái, thế nhưng hắn ta khôn khéo mà ậm ừ thừa nhận công lao thuộc về mình. Nữ chính cũng cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng, đi một lúc thì cô em gặp lại Trầm Kinh Chu. Thế nhưng cô nàng không cho hắn sắc mặt tốt, mặc kệ tên này có giải thích hay tỏ rõ hối lỗi như thế nào, trái tim của nữ chính quyết tâm không đón nhận hắn ta lần nữa. Giang Vãn Vãn còn cố tình nhắc khéo bản thân đang có hôn ước với hoàng đế. Hoàng thượng hỏi cô nàng có yêu hoàng đế không? Nữ chính tuyên bố hắn ta và hoàng thượng giống nhau, đều là cẩu nam nhân mà thôi. Ngày hôm sau cung nữ xuất hiện để đón hoàng hậu, hai bố con có chút lâm ly bi đát mà khóc lóc. Trên đường đi, nữ chính nhận ra có gì đó sai sai, cô nàng quyết định nhảy xuống xe. Quả nhiên Sở Hương Hương đã thuê người chặn giết Giang Vãn Vãn. Nữ chính cũng rất khó hiểu, rõ ràng cô ấy và cô em họ Sở chẳng hề có thù oán, tại sao hết lần này tới lần khác hãm hại cô ấy. Sở Hương Hương tuyên bố kể từ khi Giang Vãn Vãn cướp đi Trầm Kinh Chu, bọn họ chính là kẻ thù. Nữ chính giải thích cô ấy đã chia tay với gã họ Trầm, hơn nữa cô ấy còn phải vào cung làm hoàng hậu. Sở Hương Hương khinh thường sự ngu ngốc của cô nàng, cô ta cũng chẳng có ý định giải thích mà ra lệnh thuộc hạ giết người phi tang. Tiểu hạ tử hoàng hốt thông báo, có người giả danh làm cung nữ để bắt cóc hoàng hậu nương nương. Hoàng đế nổi giận đùng đùng quyết tự thân đi cứu người đẹp. Cơ mà nữ chính nhà ta cũng khá là châu bò đấy chứ, chỉ là bột mì xài lâu nó cũng hết. Sở Hương Hương chỉ đợi lúc này mà thôi, cô ta muốn tự tay giết chết Giang Vãn Vãn. Vừa khéo hoàng đế đã có mật mà giải cứu, hắn ta sử dụng khinh công tối thượng để chạy tới. Sở Hương Hương bất chấp vẫn ra lệnh giết người, thế nhưng hoàng thượng lấy khí thế độc tôn mà dọa nạt đám cựu chiến binh. Nói vậy thôi chứ hắn ta cũng khôn khéo đánh bài chuồn. Sở Hương Hương tức giận mà vả mặt tên thuộc hạ vô dụng. Hoàng đế bế nữ chính về nhà phủ thừa tướng, thế nhưng hắn ta ra lệnh cho thừa tướng không được tiết lộ chuyện hắn ta đã cứu Giang Vãn Vãn. Lần này hoàng đế nổi giận thật sự, ra lệnh phải xử trảm những kẻ ám sát hoàng hậu sau 3 ngày. Nữ chính rốt cuộc đã tỉnh lại, bé nha hoàn vô tình nhắc đến Trầm Kinh Chu và nói rằng hắn chính là ân nhân đã cứu tiểu thư. Vừa khéo Châu Châu cũng biết được người cứu Giang Vãn Vãn trong đám cháy cũng là Trầm Kinh Châu. Nữ chính khó hiểu, chẳng phải Tô Dự đã cứu cô ấy hay sao? Bé nha hoàn cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, giải thích rõ ràng. Điều này khiến nữ chính nghi ngờ, tại sao lão thừa tướng lại cố tình nói dối cô ấy? Cô nàng muốn tìm Trầm Kinh Chu để đối chất. Thế nhưng Châu Châu vội cản lại, bởi vì Giang Vãn Vãn hiện tại là hoàng hậu, không thể tùy tiện gặp nam nhân khác. Sở Hương Hương bị nhốt trong lãnh cung, cô em trà xanh lẩm nhẩm mình thua thật rồi. Ánh Nguyệt Trung Thành đã tìm cách lén lút vào trong giải cứu tiểu thư, chỉ là Sở Hương Hương không muốn chạy trốn, cô thể phải giết Giang Vãn Vãn bằng mọi giá. Nữ chính lại quay về y quán làm việc như cũ, bất ngờ Trầm Kinh Chu xuất hiện khiến cho cô nàng sáng rỡ. Hai người không biết từ lúc nào mà cảm tưởng như tơ tình đã mọc. A Ngũ từ bên ngoài xông vào cảm thấy có gì đó rất mờ ám. Nữ chính vội nói rằng đây là ân nhân của mình, hai người rủ nhau xuống phố đi dạo đêm. Nữ chính bỗng dưng nhắc chuyện ngày mai, cô ấy phải trở thành hoàng hậu tiến cung. Trầm Kinh Chu hỏi cô ấy có hối hận hay không. Thế nhưng nữ chính đáp rằng không có lựa chọn, bởi vì cô ấy còn phải bảo vệ cả phủ thừa tướng. Chả hiểu vì sao vị hoàng đế này tự khóc một mình, hắn cho rằng tình yêu của hắn đã không thể chiến thắng. Nữ chính cảm thấy thật là buồn chán, cô em vào cung đã nửa tháng mà chẳng thấy bóng dáng hoàng thượng đâu. Thế nên cô em bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, hỏi bé nha hoàn có khi nào hoàng đế bị ấy ấy không. Châu Châu ngây thơ chẳng hiểu gì, nữ chính đành phải thì thầm hai chữ liệt dương. Bé nha hoàn xuýt xuýt cái miệng trách tiểu thư. Nữ chính cảm thấy rất đúng, bởi vì cung điện chẳng có lấy một phi tần, đã vậy trước đây hoàng thượng từng tìm rất nhiều đại phu để trị bệnh. Nói vậy thôi chứ cô em vẫn cảm thấy buồn chán. Sở Hương Hương lúc này đã giả mạo thành cung nữ, cô ta muốn ám sát hoàng hậu để trả thù. Chỉ là lúc này có một đám quan viên xuất hiện khiến cô ta phải từ bỏ. Nữ chính thấy lão tía đằng xa liền vui vẻ chạy tới, cô em cà khịa làm nũng muốn về nhà. Biết lão thừa tướng sẽ không đồng ý, thế là nữ chính nhờ lão cha đưa mình gặp hoàng đế.
Đang lúc hớn hở xông vào thì nữ chính thấy Trầm Kinh Chu ngồi trình ình ở đó. Lão thừa tướng nạt nộ, đây chính là hoàng thượng. Nữ chính vui vẻ chất vấn, thiệt hả? Nữ chính oán trách là tại sao không sớm nói ra cơ chứ. Hoàng thượng cũng lúng túng, bởi vì trước đây cô em ngậm mồm mở miệng đều chửi cầu hoàng đế, hắn ta cũng cần thể diện chứ bộ. Nhìn cảnh hoàng thượng sợ vợ khiến cho những người xung quanh cảm thấy tụt huyết áp, có khi nào bị giết người diệt khẩu không trời. Lão thừa tướng chợt nhớ tới một chuyện, lần trước lão ta hình như mang khẩu phần ăn của hoàng thượng tặng cho chó thì phải. Nữ chính lúc này cũng có chút sượng sượng, cô em xin phép về trước, hẹn gặp lại sau. Một lúc sau công chúa xuất hiện muốn gặp chị dâu, cơ mà công chúa nhờ hoàng thượng giúp mình tìm ác nữ. Lần trước trong lúc tổ chức hôn lễ, có một mụ điên nào đó xông vào gây chia rẽ tình cảm vợ chồng bọn họ. Kết quả là cả hai giận nhau đến nửa tháng không được xếp hình, nghĩ lại mà thêm tức. Hoàng đế cũng có chút nhột nhột, hắn ta nghi ngờ phải chăng chuyện này có liên quan đến Giang Vãn Vãn. Kể từ khi biết Trầm Kinh Chu là hoàng đế thì nữ chính cười mỉm mỉm, thiếu nữ mới biết yêu thường khủ khờ như thế. Công chúa tương tưởng muốn xem hoàng hậu trông như thế nào, nhờ vậy mà cô ấy nhìn thấy Sở Hương Hương muốn ám sát chị dâu. Tội nghiệp cô em trà xanh, lần nào cũng bị phá đám. Khi hai cô gái nhìn thấy nhau thì ngay lập tức nhận ra đối phương mà la hét. Hoàng đế bên này cũng nhận được tin liền phóng như bay xông tới, còn xô luôn em gái ra một bên để nắm tay hoàng hậu. Công chúa tố cáo người phá hoại hôn lễ hôm nọ chính là Giang Vãn Vãn. Sau vài lời giải thích, ba người họ cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân của sự hiểu lầm tai hại hôm nọ. Công chúa vui vẻ mà bỏ qua quá khứ, miễn sao mọi người hạnh phúc là tốt cả thôi. Nữ chính nhà ta cũng chửi đồng, tại sao Sở Hương Hương lúc nào cũng sổng chuồng mà tấn công cô ấy, phải chăng được đặc quyền nào đó? Công chúa hớn hở tỏ vẻ biết được lý do. Năm đó hoàng thượng còn nhỏ không được sủng ái, thế nên đám cung nữ thái giám làm càn mà suốt ngày ức hiếp. Một ngày nọ thừa tướng dẫn theo con gái tiến cung, lúc đó nữ chính nhà ta cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé. Thế là Giang Vãn Vãn lén lút mang theo một ít bánh và chăn bông để giữ ấm, thế nhưng cô em không báo tên báo họ. Ngay sau đó bên ngoài có hai cung nữ trò chuyện, bọn họ vô tình đề cập về Trấn Bắc Hầu và con gái vừa chiến thắng trở về đế đô. Kể từ đó mà Trầm Kinh Chu nhận lầm Sở Hương Hương trở thành ân nhân của mình. Nữ chính lúc này mới hiểu ra đứa bé năm đó giờ đã trở thành hoàng đế. Hai người không hề e ngại mà phát cơm chó lung tung. Công chúa tất nhiên không đồng ý mà kéo bọn họ rời đi. Lúc này trên phố có một tên mùng điêu nói láo kiếm tiền, hắn đang kể về câu chuyện ngôn tình giữa hoàng đế và hoàng hậu. Nói cái gì mà Sở Hương Hương bắt cóc hoàng hậu đến vách núi, hỏi hoàng đế đưa ra lựa chọn. Hoàng thượng tuyên bố nếu Giang Vãn Vãn chết, hắn sẽ khiến cho một nửa thế giới phải chôn cùng. Đám đông nghe xong vỗ tay khen quá hay, không hổ danh là hoàng đế, rất bá đạo. Bất ngờ giọng của nữ chính vang lên chất vấn, hai người bọn họ mới gặp nhau 3 ngày thì yêu đương cái nỗi gì. Gã kể chuyện khá là bối rối, đứa nào rảnh cả háng tới đây phá quán. Nữ chính chống nạnh muốn báo danh báo họ, chỉ là hoàng đế vội vàng kéo cô em rời đi. Nữ chính hờn trách tại sao không để cô ấy vạch trần câu chuyện rồi trả đó. Hoàng đế mỉm cười khuyên cô em bớt hung hăng lại, câu chuyện có thể không đúng sự thật, thế nhưng tình yêu hắn dành cho Giang Vãn Vãn còn hơn cả sự thật. Cô em nghe xong mà ngọt lịm vui vẻ nắm tay người yêu tung tăng rời đi.